là nước mưa được trong một góc. Nỗi sợ hãi sẽ tăng lên từng cơn và tôi biết chắc chắn mình sẽ bật khóc. Có thể ước muốn mà bên lâu nay ta hằng mong sẽ biến thành mây có những cái cho đình thay dự tuyệt vọng nên đi nằm trước mắt tất cả không như bạn từng trông. Còn nhân loại thì đang cầu chắc chỉ mong mọi thứ được trở lại như được quá mộng màng không ai thay thế được quy lệ được đi qua săn bắn ngay nên vô những môi trường khi đã đến lúc một chuyện kết thúc thì hỏi tại sao các bức tranh tuyệt đẹp của những con phố đi màu dài lay lắc sẽ thay vào đó là nản bỡ tắt ánh mây đen mờ đầy ám sát. Thì tôi đi nhắm mắt lại bạn sẽ thấy mình được thoải mái hơn mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau đêm nay không còn nhớ bước qua từng cơn. Mình sẽ thấy mình được thoải mái hơn. Mọi chuyện sẽ kết thúc ngay sau đêm nay không cần đéo bước qua từng cơn. Nếu ngày mai chẳng không cần xe chỉ còn bóng tối với con đây. Anh hãy yên tâm và chấp nhận nó bởi biết quý trọng ta từng giây. Cảm ơn tạo hóa để cho tôi nếu mừng bởi cuộc sống qua từng ngày. Nếu thực sự có ngày tạm thời bước qua cuộc sống. Và nếu ngày mai chẳng không cần xe chỉ còn bóng tối với con đây. Anh hãy yên tâm và chấp nhận nó bởi biết quý trọng ta từng giây. Cảm ơn tạo hóa để cho tôi nếu mừng bởi cuộc sống qua từng ngày. Nếu thực sự có ngày tạm thời bước qua sau một ngày dòng số phận. Cảm ơn Chúa trời đã ban cho tôi một mái ấm gia đình và hạnh phúc mà tôi đã từng có. Ngay lúc này tôi không còn sợ hãi đủ can đảm để đối mặt và chống trả với chúng ta để cố gắng với sức mạnh. Xin sự sống với tâm và cơ bản. Đứng dậy đây đừng nên một khóc. Hãy mỉm cười cho những gì đã mất. Lúc này đây anh cũng như ai thôi. Tất cả mọi người sẽ xuống dưới lòng đất. Tôi cảm nhận được những con sóng trên bờ từ biển ngày càng mạnh. Tôi cảm nhận được hơi nóng của núi lửa đang bắt đầu lên thật nhanh. Tôi cảm nhận được bầu trời đang bắt đầu xoay và rung chuyển. Tôi cảm nhận được thời gian đã bắt đầu đứng im. Mọi thứ đang dần tan biến. Tin tôi đi, nắm mắt lại và sẽ thấy mình được thoải mái hơn. Mọi chuyện sẽ kết thúc như sau đêm nay không cần ghé bút bất tình cơ. Và đó chỉ là những suy nghĩ và tưởng tượng cho ngày tận thế. Tôi không chắc rằng mọi chuyện đó thật chẳng ai dám tin được như thế. Nhưng chỉ mong mọi người hãy quý trọng những gì mình có và sống cho có ích. Mà từ ngày tận thế bạn đã giống tấm họ hiện tại vẫn chưa có chú thích từ họ. Và nếu ngày mai chưa không cần xe chỉ còn bóng tối với con gây. Hãy yên tâm và chấp nhận nó vậy biết quý trọng quan tâm. Cảm ơn tạo hóa để cho tôi nếu muốn gửi cuộc sống qua từng ngày. Nếu thực sự có ngày tận thế thì cũng đã sâu là nếu. Ngày mai trên không cầu sẽ chỉ còn bóng tối với quan gây. Hãy yên tâm và chấp nhận nó vậy biết quý trọng quan tâm. Cảm ơn tạo hóa để cho tôi nếu muốn gửi cuộc sống qua từng ngày.